Xin chào quý vị và các bạn. Ngày thứ bảy cuối tuần, miền Bắc đã giảm mưa, chỉ còn rải rác ở vài nơi với lượng không đáng kể. Nhiệt độ tạm thời vẫn chưa có điều kiện tăng cao. Trưa nay chỉ dừng ở mức 31 cho đến 33 độ. Tiết trời sẽ còn dễ chịu hơn nữa về tối và đêm, khi mà mức nhiệt giảm chỉ còn từ 25 cho đến 27 độ. Từ ngày mai sang đến đầu tuần tới, ở miền Bắc sẽ duy trì trạng thái nắng ráo, nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ nhưng chưa xảy ra nắng nóng. Tương tự như vậy, thủ đô Hà Nội hôm nay cũng có mức nhiệt ngày đêm dao động từ 26 cho đến 33 độ, khả năng mưa thấp, thời tiết dịu mát, thuận lợi cho việc nghỉ ngơi thư giãn của người dân trong ngày cuối tuần. Tuy nhiên, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, quý vị hãy tránh đến những nơi đông người và tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Với các tỉnh Trung Bộ, khối không khí biển lấn vào hình thành nên một rãnh áp thấp chi phối thời tiết miền Trung trong 3 ngày tới. Vì thế, tiết trời chủ đạo là có nắng nhưng chưa xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ trưa nay không vượt quá ngưỡng 35 độ. Riêng ở khu vực Nam Trung Bộ, các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận còn có mưa rải rác về chiều tối nên nhiệt độ thấp hơn khoảng từ 1 cho đến 3 độ. Đến với thành phố biển Đà Nẵng trong hôm nay trời nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất là 33 độ. Do có gió biển điều hòa nên cảm giác sẽ càng dễ chịu hơn. Sau đó từ khoảng 17 giờ trở đi, nhiệt độ sẽ hạ từ từ và dừng lại ở ngưỡng 27 độ. Người dân nơi đây sẽ có một ngày nghỉ với thời tiết lý tưởng. Rãnh thấp cũng đang chi phối thời tiết các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, khiến cho nơi đây từ nay đến 3 ngày tới liên tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Ở Nam Bộ cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Do có mưa nhiều nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên sẽ không cao, phổ biến từ 28 cho đến 31 độ, còn ở Nam Bộ là từ 31 cho đến 33 độ. Tối và đêm mát mẻ, 18 đến 21 độ ở Tây Nguyên và từ 22 cho đến 24 độ tại Nam Bộ. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mưa nhiều trong hôm nay. Thời tiết không thuận lợi cộng với tình hình dịch bệnh đang hết sức căng thẳng ở khu vực này, người dân cần tuyệt đối tuân thủ các biện pháp giãn cách phòng dịch, đồng thời bổ sung nhiều vitamin, tăng cường sức đề kháng. Nhiệt độ ngày và đêm nay chỉ trong khoảng 24 đến 31 độ mà thôi. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.